tỷ lệ sóng tóc cấy không cao, đừng mong chờ gì quá rồi cũng dùng finasteride với mino di trị thôi. Mình sẽ trả lời câu hỏi này. Nếu bạn làm ở một cái trung tâm không uy tín, không thành công, tay nghề thấp, nói chung là không ok, thì tỷ lệ của bạn có thể bị thấp 60-70%, thậm chí là 80% thôi. Và người ta trong cái tóc đó, người ta nói rằng cái tóc mà trên 90% trở lên, nói chung là 90% trở lên đó là bạn thành công, còn dưới 90% là bạn cái tóc bị không thành công. Tuy nhiên có những cái trung tâm họ làm bị hỏng chỉ sống được 20-30%, nó bị le que lưu thưa, cho nên là mình hãy tìm hiểu thật là kỹ để đi đúng nơi để mình có cái tỷ lệ năng sống sau cái cao. Tuy nhiên thì ở Việt Nam mình có một vài trung tâm đã cái tóc là đạt trên 90% trở lên, 95 đấy, 95, 93, 94, nói chung là trên 90% là bạn đã thành công rồi. Và người ta hướng đến cái mức cao nhất, giống như mình đây nè, là mình cái 1.800 nang, nhưng mà mình tỷ lệ năng sóng sau cái của mình rất là cao, trên 90% lận. Cộng với lại là người ta phân bổ cái 1.800 nang trên cái vùng hói rộng thì nó sẽ giúp cho mình cải thiện được nhiều hơn. Chứ vì vậy mình cái có 1.800 nang thôi nhưng mà mình đã đủ che hói rồi. Về cái vế thứ hai rồi cũng dùng finasteride với minoxidil để duy trì thôi. Thì cái vùng tóc cấy của bạn mà không cần phải uống thuốc, không cần phải uống finasteride hay là xài minoxidil để mà duy trì suốt đời gì hết. Bạn chỉ cần chăm sóc, nói chung là cái lối sống lành mạnh thì tóc của mình nó khỏe. Ở sau mình nó, sau gáy của mình nó, trước khi lấy nó như thế nào thì sau này mình lấy lên nó vẫn tốt, vẫn như thế, duy trì đến suốt đời mà không có phụ thuộc thuốc steroid và minoxidil như bạn này nói. Thuốc finasteride và minoxidil để mà dùng thì không cần cấy. Khi mà bạn không cần cấy, bạn dùng cho những cái tóc thật của bạn á, mà nó trong cái vùng gen hói. Nếu như mà bạn không muốn cấy, bạn không muốn để cho nó rụng á, thì bạn nên điều trị bằng finasteride hay là minoxidil để mà duy trì cái lượng đó. Còn cái tóc cấy thì bạn không có phụ thuộc thuốc, bạn cũng không cần phải uống thuốc này để mà tóc cấy nó duy trì suốt đời.